xin lỗi cô trước ha, con cũng có một câu hỏi cũng hơi nhiều, không phải là một câu, tại con cũng xin lỗi trước, tại vì cái câu hỏi này nó hơi tiêu cực một xíu. Chứ hỏi đi. Tại vì như là cô trước cô có từng lên video, cô ra giá ai muốn về ở với cô hoặc cưới cô hoặc lấy cô ra giá là 200 triệu, bây giờ cô hạ xuống còn 150 triệu. Đúng rồi. Theo yêu con hoặc cũng nhiều khán giả trên kênh thì cũng bình luận tiêu cực rất là nhiều, nói về cô, nói về tại cô cũng lớn tuổi rồi chứ không phải còn nhỏ đâu, sao cô phải ra giá tới 150 triệu đúng không, 200 triệu, thì nhờ cô cái nói cho khán giả trên kênh tụi con cho biết thêm cái phần đó. Cô chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minter TV. Lời nói đầu tiên Minter gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành hạnh phúc. Hiện tại Minter đang có mặt tại một cái địa điểm thật là bất ngờ. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì một người nổi tiếng trên cộng đồng mạng trong thời gian qua cũng đã gọi cho anh em tiếp tục chia sẻ hình ảnh của cô lên cộng đồng. Thì cô này thì Minter nói chắc có thể nhiều cô chú sẽ đoán ra đó là cô đó tên gì và ở đâu. Minter cũng xin bật mic ra luôn. Đây là cô Vân, hiện tại năm nay là 64 tuổi. Thì lúc trước cô đã tìm kết nối yêu thương của mình lên cộng đồng. Thì mấy tháng nay thì bây giờ thấy cũng đã im xuôi rồi. Bây giờ không biết cô muốn lên kênh để thông báo là có người kết nối yêu thương với cô hay là có chuyện gì xảy ra mình cũng chưa biết. Bây giờ anh em đang có mặt tại đây để gặp cô, để cô chia sẻ lên cho cô chú chị biết thêm. Rồi thì mời cô chú chị theo chân Minter vào trong để gặp cô ạ. Dạ thiện chào cô Úc Vân nha. Thì bấy lâu nay thì cô cũng có chia sẻ trên cộng đồng mạng những video mà cô muốn cần tìm một nửa yêu thương của mình đó. Thì cũng khá là lâu rồi. Thì ngày hôm nay cô đã quay trở lại. Nhưng mà cái với điều kiện của cô quay trở lại để chia sẻ video thì ngày hôm nay là cô muốn chia sẻ video lên trên cộng đồng mạng, anh em cô chia sẻ, thì cái điều kiện của cô như thế nào thì cô có thể chia sẻ đi cô. Không khỏi cô chia sẻ đi, cô cứ chia sẻ đi. Chia sẻ về hoàn cảnh của cô ông lúc trước á, là cô cũng có lên cô nói về là cái phần đất mà ông nhà đã đem đi vay cho người ta mà vay bên công chứng á. Dạ. Thì hồi xưa có lên thì người ta nói tôi là người lường gạt. Dạ. Yeah. Cho nên là bêu xấu tôi, giống như là mấy tháng qua, cho nên tôi cũng chịu đau chịu khổ. Ngày hôm nay thì người ta đã đến, người ta đòi lấy đất. Dạ. Và cho cô cho con hỏi nè, thì ngày hôm nay cô lên trên cộng đồng mạng là chính thức là cô làm giấy ly dị chú chưa cô? Làm giấy ly dị. Có giấy rồi luôn ha. Rồi chính xác là có giấy sẵn hẳn hoi đâu, mượn coi. Đây có giấy đầy đủ nghe cô chú anh chị. Đó, có giấy nha. Rồi thì thì cái gu của cô lên đây là cô muốn tìm một nửa yêu thương của cô như thế nào? Cô muốn tìm một nửa yêu thương là ai đó nếu dạ. Thương hoàn cảnh của cô, giúp cô để chuộc lại số đất. Dạ. Là cô mãn nguyện rồi. Rồi người ta có tiền người ta bỏ ra chuộc cái số đất cho cô. Giả sử đi ta có tiền một tiền bỏ ra chuộc cái số đất cho cô, rồi cô làm gì cho người đó, hoặc là cô có một cái gì để cho chứng minh cho người đó để thương cô. Dạ. Người đó chuộc cho tôi được rồi á, là dạ. Người đó sẽ là một bờ vai của tôi để vững chắc để cái mảnh đời nữa, cái mảnh đời còn lại của tôi. Là cô có thể là cô đi theo người đó luôn. Đi với người đó. Dạ. Để sau này bầu bạn với nhau, tối lửa tắt đèn, ví dụ như ai bệnh thì chăm qua chăm lại để trả ơn cho nhau vậy đó. Dạ, thì lúc trước cô lên trên cộng đồng mạng cô chia sẻ kết nối yêu thương là giá 200 triệu. Mà bây giờ thì cô đã quay trở lại thì cái giá như thế nào cô có thể chia sẻ luôn. Bây giờ cái giá quay trở lại thì có thể lên xuống gì không? Xuống, dưỡng nhà đã trả được 50 rồi, bây giờ là còn lại là 150.
vậy là chứ không có còn là bằng cái giá như ngày xưa nữa. Vậy là sụt xuống là còn 100 triệu đúng không? Còn 150 à, 150 dạ. Vậy là lúc trước là 200, bây giờ sụt xuống là còn 150 triệu. Trả được, ổng trả được 50 rồi, bây giờ là cũng như 50 đó nó không có dính dấp ở trong cái giấy này. Dạ vậy đó, 50 đó là ở ngoài, thành ra ổng đã trả xong rồi cái phần đó rồi, bây giờ còn cái phần này là cái giấy là ổng đang đi cầm cho cô Lệ. Ừ. Cô Lệ ở ngoài Long Đức á. Dạ. Cho nên nó là trong khi đi cầm đó là ổng cầm một, nghe ổng nói là cầm 150 triệu. Dạ. Mà cô Lệ là giữ lại hết 15 triệu, chỉ đưa có 115 triệu à. Ừ. Sao cô nói về cô xúc động vậy cô? Vậy thì tôi tuổi thẳng tôi vậy thôi. Dạ. Cho nên nó bây giờ á, là mấy tháng nay á, là Dượng đi làm lưới ở xa, cô Lệ xuống kêu người này bán, người kia bán. Ừ. Cho nên bây giờ á, tôi muốn lên nhờ á, mấy chú á, giúp tôi coi có ai mà đứng ra mà hỗ trợ được cho tôi cái quản này á, thì tôi sẽ đền ơn với người đó. Rồi bây giờ tụi con đến đây chia sẻ cái video á, nếu mà có một chú người ta cần gấp á để mà đến với cô á, thì cô có sẵn sàng mà đi với người ta được hay không? Cô sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Ừ. Yeah. Thì bây giờ là cô có thể là chia sẻ tuổi của cô và như cái gu của cô như thế nào, cô chia sẻ cho cộng đồng mạng ta biết. Theo cô á, thì cô thì cũng đã lớn tuổi rồi. Dạ, cô lớn tuổi là cô nhiêu tuổi cô? Năm nay cô 64 tuổi rồi, nên bây giờ nếu mà ai đến với cô á là từ khoảng tuổi cô. À, hoặc lớn hơn. Lớn hả? Hơn, à. Thôi nhỏ hơn 1-2 tuổi. Dạ, là được ha. Dạ. Dạ. Chứ còn nhỏ tệ nữa thì tôi thấy tôi ngại lắm. Còn ngoại hình sao? Hình thì nói chung sao cũng được. À, ngoại hình. Miễn sao mà người ta cứu vớt cái đời mình được là tôi mãn nguyện rồi. Chứ dạ, tôi không có cần thiết đẹp hay là xấu gì hết á. Tôi không có cần chỗ đó. Coi như người ta đến với cô thì về là người ta san sẻ với cô về cái à, cái số nợ đó. Dạ. Dạ. Đừng cho tôi tôi lấy là miếng đất để sau này tôi có đúng hoãn nguyện với cha tôi vậy thôi à. Chứ còn bây giờ tôi đâu còn tiếc cái gì nữa. Dạ. Rồi hiện bây giờ các phần đất đó là cô có thể cô nói rõ luôn đi, là ngày xưa là đất đó là của ai hoặc là như thế nào, cô chia sẻ để cho người ta đến với cô người ta hiểu rõ cái số nợ cô. Đất này đó là hồi trước kia là của ông già cho. Dạ. Ông già cho rồi mấy là tới ngày sau này cô gặp ông này cô được 3 đứa con. Dạ. Rồi bắt đầu ổng đi làm ra nợ rồi. Rồi bây giờ ổng già rồi, ổng lớn tuổi, ổng nói ổng mần không ra tiền. Ổng nói năm xuôi tháng hạn của ổng không làm không ra tiền. Vì là ông chồng làm ra nợ đó, ha. À, giờ cho nên vì chỗ đó cô bực bội quá đi, cô nói nếu mà bây giờ còn chung sống với ông á thì cái số nợ này đâu có ai đứng trả được cho mình. Dạ. Thì tốt hơn á, bây giờ nếu mà ông không trả được thì thôi bây giờ ông ký tên đi về với tôi đi. Ừ. Để coi cái khả năng của tôi có thể là đứng lên cái phương tiện đó để tôi cứu vớt được là gia đình hay không. Chỉ vậy thôi. Dạ. Rồi rồi cái khoảng thời gian mà trước kia cô lên chia sẻ video đó thì có ông nào tìm đến cô không? Cũng có nhưng mà được mấy người. Cũng 2-3 người gì đó mà người ta không có đồng ý quay lên, cô cũng không đồng ý luôn. Cô dạ, nói là sao cô chia sẻ rõ hơn, không đồng ý quay lên như thế nào? Cũng có là nói bây giờ người ta cho thân nữa. Cho phần nửa tiền. Ừ, nhưng mà không có quay lên. À. Rồi cũng như là hẹn chỗ nào á, rồi lại uống nước, rồi mình san sẻ rau, nhưng mà cô không có đồng ý. À, vậy đó hả? Ừ, nói thật chắc ra cô thì cũng muốn đăng lên cho người này người kia biết là mình như vậy đó. Yeah. Chứ là cô không có muốn là giấu ai hết trơn á. Yeah. Cô nói thiệt. Cho nên là cô nói tóm lại là cô muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng để cho người ta biết hết luôn. Người ta biết hết. Chứ tôi không có lén lút hay là hoặc là tôi
tôi quen người đó là tôi gạt người đó, tôi lấy tiền đó là ngoài trong cái xã hội không ai biết được. Ý tôi không muốn làm như vậy, tôi chỉ muốn đăng lên để cho cộng đồng mạng là biết. Dạ. Là con người của tôi là như vậy đó, cái gì ca ra cái nấy rõ rệt, cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta. Cô trước ha, con cũng có một câu hỏi cũng hơi nhiều, không phải là một câu, tại con cũng xin lỗi trước, tại vì cái câu hỏi này nó hơi tiêu cực một xíu. Cứ hỏi đi. Tại vì như là cô trước cô có từng lên video, cô ra giá ai muốn về ở với cô hoặc cưới cô hoặc lấy cô ra giá là 200 triệu, bây giờ cô hạ xuống còn 150 triệu. Đúng rồi. Theo yêu con hoặc cũng nhiều khán giả trên kênh thì cũng bình luận tiêu cực rất là nhiều, nói về cô, nói về tại cô cũng lớn tuổi rồi chứ không phải còn nhỏ nữa, sao cô phải ra giá tới 150 triệu đúng không, 200 triệu, thì nhờ cô cái nói cho khán giả trên kênh tụi con cho biết thêm cái phần đó. Cô nói chung cô cũng già rồi, đâu phải là cô còn gái đẹp đẽ gì để cô ra giá như vậy, tại vì cô cái quãng đời của cô nó bất hạnh quá, éo le quá, bây giờ cô không biết chạy vào đâu để lấy lại cái miếng đất để là mình ở, mình sống có chỗ che mưa che nắng thôi à. Do cô nợ nhiều quá. Cô nợ. Mà nói chung nợ này là con cô với chồng cô tạo chứ cô thì không có. Đó, cô nói bằng người thật, nhưng mà nói chung là bản thân cô mà hy sinh. Hy sinh cái bản thân mình để lấy lại. Để có con... chỗ dạ. che mưa rồi, che cô nắng. Cô nói gì rồi ha, để con nói lại. Nếu mà cô, con cô và chú đã làm mất cái phần đất đó phải không? Bây giờ, giờ cô nghĩ bây giờ mình có một người đàn ông nào ở nương tựa với nhau hoặc mình qua ở với người ta đi, tại sao cô phải ra giá từ 150 triệu đến 200 triệu? Vì nói chung cô cũng nói bằng người thật, lúc đầu tiên cô lên cô cũng không biết cái gì hết trơn. Cô cũng như là cô bối rối quá, thấy không? Thì cũng như cô nghĩ cái tâm của cô nghĩ sao thì cô nói ra vậy thôi, chứ ngoài ra cô cũng chưa có biết là cái chuyện nó như thế nào, lừa gạt lừa đảo gì đó giờ cô cũng chưa từng biết. Cho nên là cô có lên như vậy đó. Thì cho nên là cũng như là không thành, thấy không? Từ từ ngày đó tới ngày hôm nay cô cũng ấm ức trong lòng dữ lắm, mỗi khi cô nằm một mình là cô phải khóc, cô suy nghĩ là tại sao mà mình lên đó mình cũng như chưa có lừa gạt, chưa có nhận được ai lòng xu các bạn nào, mà tại sao giờ này mình bị người ta quyền rủa thê thảm. Nhiều khi cô muốn là mua thuốc ngủ uống là đừng chết đi cho rồi, nói thiệt là cô cũng muốn hy sinh cuộc đời cô luôn á, nhưng mà chẳng qua cô cháu cô còn quá nhỏ á. Thì cô nói thì con cũng hiểu rồi, vậy vì cái phần tiền cô muốn chuộc lại cái miếng đất từ 150 triệu, bây giờ không xong cô bỏ đi, tại vì bây giờ cô đi vay mượn chỗ này vay mượn kia cũng đóng lỗi, đóng lãi không nổi thì có thể cô bỏ, hoặc cô cần một tiền một người đàn ông nào đó lớn tuổi bằng cô về nương tựa hai người để sống qua tuổi già nó tốt hơn là cô phải lên mạng lên thế này. Thì con thì con nói chung là con đăng cái video thì có thể nhiều cô chú sẽ bình luận thì cô rất là nhiều tiêu cực rất là nhiều đó. Thì con cũng không muốn như vậy mà cô con... á, thì cô nói chung cô hồi nãy cô cũng có nói rồi, phải đất này á, là của bên chồng cô, là cô ra đi tay trắng cô không cần gì hết, cái này là cái của hồn môn của cha cô để lại, thì vì chỗ đó cô muốn đến cái ngày cuối cùng của cô còn giữ lại cái của hồ môn của cha cô thôi à, chứ ngoài ra cô không có hy vọng gì chứ. Nói tóm là anh đây là cũng có một cái lời khuyên cho cô, đừng nên cho lên trên cộng đồng mạng để cho người ta chỉ trích đó, nhưng mà cô đây là cô thiếu nợ gì quá, cô quyết tâm lên mạng để lấy lại miếng đất. Đúng rồi, nói chung là cô hiện tại người ta nói với cô cô cái nợ của hiện tại là cô thiếu bao nhiêu tiền? Trước kia thì 200, nhưng mà ổng làm ổng trả được 50 rồi. Còn 150. Còn lại 150, 50 này là cái phần riêng ổng vay hai chỗ. Đó là ổng trả cái số ít này rồi, bây giờ còn cái số 150 này là ổng đã vay của cô Lệ ở ngoài Long Đức á. 150 triệu mà cô Lệ đưa có 115 triệu còn 35 triệu. Cô Lệ giữ từ ngày 13 tây tháng
tháng 12 năm 2023 cho tới ngày hôm nay. Rồi cái số tiền đó hiện tại, cái lãi nó có tăng dần không hay là vẫn là 150 triệu đó cô? Thì coi như là 35 triệu mà cô Lệ để giữ lại của chồng cô á, là cho đến ngày hôm nay luôn. Cô Lệ là nói là để cái đó cô Lệ trang trải xíu là lãi. Thì tôi cũng có nói bây giờ trang trải thì cái chuyện đó tôi không có nói. Nhưng mà từ đây tới sau á, nếu đằng này có tiền á, thì phải chuộc 150 triệu chứ cô Lệ không được quyền lấy lãi nữa. Tại vì cô Lệ đã lấy 35 triệu rồi. Đó, tôi chỉ nói như vậy thôi. Không, theo con nghĩ ha, nếu mà cô ra giá 150 triệu, những người nào mà muốn cưới cô hoặc đem cô vợ thì phải bỏ ra 150 triệu để chuộc lại cái miếng đất đó, cũng nghĩ là hơi khó. Nếu mà cô hy sinh bản thân cô, tôi không có chỗ nào nương tựa thì muốn tôi gì giúp hai vợ chồng cũng như là sống với nhau để hưởng tuổi già với nhau, có thể là nhiều người, nhiều chú là sẽ đồng ý cái chuyện này còn hơn là bỏ 150 triệu để cũng như là mua cô, cũng như là cô ca giá đó cũng rất là khó. Cái này là ý cô á, là cô không có nghĩ là cái gì á, ý là cô cũng muốn lấy lợi vậy thôi, để cho người ta ở xóm thì người ta không có cười chê mình, để người ta cười chê mình, người ta nói rồi đất á bị ông chồng đem cầm đem bán rồi bây giờ bị người ta đuổi ra đường không có chỗ ở, cho nên là cô nghĩ chỗ đó. Cô nói thiệt cô đắn đo lắm đó, chứ không phải là nói chuyện đơn giản với cô. Rồi thì con cắt chút xíu ha, theo con nghĩ nhiều người người ta làm ăn cái số tiền nó cao gấp 10 lần cái phần tiền của cô chú đã thiếu nữa, người ta thà ta bỏ tất cả người ta làm lại từ đầu nó dễ hơn, tại vì người ta từ bỏ hết, nói chung cái miếng đất có thể còn bán tất cả người ta để đi Bình Dương bán nước tương là thì con nói gì cô sẽ hiểu rồi. Theo cô nói con nghe cái miếng đất của cô mà theo bây giờ kêu bán cũng khó bán, tại vì nó còn một miếng bằng đây lại cái cây dừa và cái miếng ruộng cô nằm đây nằm cái lộ ngoài đó, như vậy làm sao mà ai vô mua được của cô, không ai mua được hết trơn á, mà nợ thì nó lại nó đòi hoài. Ở nhà hàng ngày cô ở nhà vậy chứ không biết bao nhiêu người lợi. Thì giờ lại người ta đo luôn á. Thì nãy giờ anh Minh Trơ đây là cũng như có một cái lời khuyên của cô, cũng như là gần đây là cô đã lên cộng đồng mạng rồi, cái đó là lên rồi thì cái khoảng thời gian nó đã lắng xuống rồi. Thì bây giờ cô lên nữa thì anh đây sợ cô lên trên cộng đồng mạng người ta chỉ trích nói về cô cái vấn đề là từ cái giá 200 triệu rồi đến 150 triệu đó cô. Là cô ý cô nói á, là cũng như bây giờ đất cô bán không có được, nhưng mà bây giờ người ta thì cứ lợi người ta đòi hoài. Vậy đó mà ha. Cô thì ở nhà chỉ có một mình thôi. Đó. Vậy rồi là bữa hổm người ta có lợi người ta đo. Người ta tính đồng ý là nói thẳng là người ta mua luôn á. Nhưng mà cô cũng có kể sự thật đó là cô Lệ đã làm giấy tờ cho ông chồng vay mà giữ lại 35 triệu. Cho nên ông đó nói là không có hợp lệ, thành ra ông đó ổng không dám vô. Đó. Vậy là cô quyết định lên trên cộng đồng mạng để cứu lấy lại miếng đất. Để cứu lấy lại thôi. Chứ không có phải là ấy, là gì đất thì giờ bán không có được. Rồi thì anh Minh Trơ có lời gì gửi đến cô Út Văn thêm nữa không, để hỏi cô Út Văn, cô đây trả lời cho anh luôn đó. Nói chung là bán không được chứ. Nếu mà bán được thì cô cũng phải bán, cô mua chỗ khác cô ở cũng vẫn được, nhưng mà nó éo le cái đường đi thì nó không có thành cái đường đi đó. Rồi cái lộ thì nó cách thêm một cái miếng ruộng nữa. Ở dưới thì chú này đã có xuống thấy rồi, mấy cái nhà nằm mé trong con lộ mà thêm một cái miếng ruộng nữa là bán không có được. Cho con nói lại chút xíu nữa ha cô ha, cái này con cấu lộ cô trước, tại vì con thấy rất là nhiều hoàn cảnh những người nghèo á, những người nghèo mà người ta còn con gái đàng hoàng mà chưa được giá 100 triệu nó ra giá. Những người mua chỉ mua một đôi bông hoặc cái chiếc nhẫn bình thường là đi hỏi vợ cưới thôi. Mà chưa được nộp tài từ được 10 triệu hay là 20 triệu nữa. Khi chỉ nộp tài được 4-5 triệu là có rồi. À, cái này cô ra giá 150 triệu, nghĩ là đưa lên cộng đồng nhiều người sẽ chỉ trích cô nữa. Cô không sợ á, bây giờ á chỉ trích thì chỉ chứ giờ hoàn cảnh bây giờ quá rồi này, không có thể nào á. Không phải nói á là người ta lợi hàng ngày biết rồi, không phải nói ngồi đó mà chỉ khóc thôi á. Do là cô thiếu nợ chứ vậy không rồi. Có biết là để trả lời cho với người ta như thế nào để cho được im xuôi nữa.
không mà cái này là con chỉ quay thì con nói chung là con muốn chia sẻ cái thước phim này cũng là nếu ai mà là nói chung là ở đây cô là thì sẽ giúp cô ở không đây nói gì là cô ở đậu người ta vậy thôi. Vậy đó hả, đắt hiện giờ đang ở đậu luôn hả cô? Thiệt tình luôn á, giờ là cái đường đi sao? Cái đường đi thì cũng ở trong cái giấy nó còn nằm ở trong cái đường đi đó luôn. Ở đây cũng như là ở đậu người ta thôi, nhưng mà không biết người ta đuổi mình giờ nào nữa. Chính vì cái đó đó mà cô muốn lên cho đồng cái đồng mạng hoài. Chính vì cái này là tôi mới lên thêm một lần thứ hai nữa, chứ thôi gặp người ta là không có lên nổi đâu. Bị chửi quá rồi. Bởi vì bây giờ là hữu duyên đi, bây giờ anh em mình chia sẻ cho cô, bây giờ cô muốn cho tụi con đăng video này hay con ha. Thì bây giờ cô quyết định vậy rồi. Tụi con chấp nhận con đăng. Thì chung là như là ai là người xem được cái đó là muốn có duyên, muốn gieo duyên cùng với cô thì cứ liên hệ với kênh các anh em ở đây. Thì cô Giang, cô cho con hỏi tiếp một vài vấn đề nữa. Thì trong cái thời gian trước á, để chia sẻ video lên đó, thì có rất là nhiều những khán giả bình luận về chỉ trích về cô đó. Thì những cái bình luận đó hoặc là những cái thước phim cô đăng tải đó, cô có lời gì gửi đến mấy bình luận đó không? Bữa nay á, nếu mà con hỏi thì cô cũng đã có gửi dạ. lời. Nếu ai mà lên cộng đồng mạng mà quyền đũa cô như vậy đó mà không có thấy cái sự thật, dạ, thấy không? Thì cái người đó đó sẽ có tội, dạ. Chứ cô không bao giờ có tội, dạ. Cô chỉ nói như vậy thôi, dạ. Thấy không? Còn ai mà nói cô á mà những cái chuyện cũng như là không tưởng tượng nổi, dạ. Mà cô không hay không biết thì tất nhiên là người ta sẽ nói người ta, chứ không phải là nói cô. Tại vì cái tâm của cô đã nguyện từ xưa tới giờ rồi đó, là người ai chửi ai nói gì cô á là coi như là cô không hay không biết, là bị cô đâu có biết mở máy ra để coi đâu mà biết, coi như ai nói thì nói cô mặc cô. Bữa nay đó là con nói, thành ra cô mới nói thôi, yeah. Ai chửi ai mắng gì á mặc kệ người ta, yeah. Nhưng tôi ở đây tôi không hay không biết, cái tâm của tôi lúc nào cũng là trong trắng, tôi chưa bao giờ lừa gạt ông này để lấy tiền hay là hoặc lừa gạt ông kia lấy tiền, thì chưa bao giờ tôi, yeah, có hành động đó. Thì chỉ vậy thôi. Cô cho con hỏi thêm một vấn đề nữa thì ai nói cô đó, là người đó lãnh hậu quả vậy thôi à. Trước đó cô lên những video rồi, bây giờ là cô không có được một cái kinh phí gì, thì giờ cuộc sống của cô như thế nào? Cô còn bán giấy số không, hoặc là bẻ những cái ngói sen bán không cô? Cô bây giờ cô mặc cảm, cô không có đi bán giấy số nữa. Lý do sao không bán được? Đi bán không có chạy, người ta không có chịu mua. Là người ta xem được những cái video cô hay như thế nào? Người ta nói mình lừa gạt, rồi cho nên cô buồn, cô không đi bán, nên giờ cô móc ngó sen, cô đi bán. Lúc đầu tiên là người ta cũng ghét dữ lắm, người ta không có mua, nhưng mà ngày hôm nay thì cô bán cũng rất là được, nhưng mà một ngày chỉ có ký 2 ký à, không có nhiều. Là cô ngó sen đó là cô tự đi vẽ luôn hả? Tự vẽ đó, đó của ông anh sát bên. Là ông chồng nữa ha? Ông chồng. Không, cái đó nó mọc của người ta trồng ngày xưa là nó mọc. Rồi cô chỉ móc cái đó là cô đi bán, rồi cô kiếm sống qua ngày vậy thôi à. Dạ, vậy cô đó hả? Sống vậy chứ cô cũng không có tiền gì vậy đó. Vậy là ngày hôm nay là nhiều khi có đám ma đám đồ ở gần sát bên thì cô nhín nhút ra, cô có thể cô đi cúng được. Dạ. Vậy là ngày hôm nay cô quyết định lên quay lại trở lại cộng đồng mạng để chia sẻ ai mà đồng cảm với cô, cũng như chia sẻ cái nỗi buồn của cô, là cũng như là cái phần nợ của cô đó chia sẻ với cô ha. Giờ ngày nay coi như là đi lên đây cũng là cũng như là để chia sẻ vậy thôi. Nếu ai có cái tấm lòng mà thương người để cứu người á, thì ngày hôm nay nếu ai có cứu tôi được thì tôi mang ơn suốt đời. Dạ. Cũng như là ai mà bỏ ra 150 triệu á, là cô sẽ theo người đó ở suốt đời. Ở suốt đời luôn. Cô ý cô như vậy đó. Tại vì cô đang thiếu nợ rồi, cô quyết định là sẽ lên mạng chứ không thể nào mà như là để cô mà đi làm để trả phần nợ đó. Cô nghĩ là phần nợ nó quá nhiều, cô làm không có nổi. Đâu có thể nào mà mình để có được tiền để lại trả.
có cô, có chú nào mà độc thân cỡ chặn chặn tuổi cô hoặc là lớn hơn cô thì cô chấp nhận, nhỏ hơn thì cô cũng hơi ngại nha. Ừ. Năm ừ, đâu bây giờ có lời gì hỏi cô thêm không? Ừ. Rồi vậy ha, vậy ra cô cho tụi con đăng tải cái video này lên ha, để tìm một nửa yêu thương cho cô ha. Với cho tôi nói là dạ, gửi lời lên chú Ngọc Lan. Dạ Ngọc Lan phải không? Ngày trước kia chú Ngọc Lan có lên hình cái clip của Trúc Ngân á. Dạ. Để là tìm kiếm Út Dân. Dạ. Nhưng mà tôi cũng có lên là kênh của Trúc Ngân rồi, nhưng mà sao từ ngày đó tới hôm nay là tôi thấy lặng thinh, tôi không thấy gì hết. Nhưng mà không biết anh ấy là người thiệt hay giả thì tôi cũng chưa biết được. Vậy là hiện bây giờ cô muốn tìm chú Lan đó hay là sao? Nói chung á, ai cũng được. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay sẵn lên đây là gửi gắn với chú Lan. À, vậy là rồi. Dạ. Chú kia nói lời mà. Nói lời. Hồi xưa chú Lan nói là chú Lan để là cái mốc danh. Ừ. Để là cứu vớt đời của Út Dân. Nhưng dạ, mà sao từ ngày đó tới ngày hôm nay thấy lặng thinh, không có thấy gì hết. À vậy. Nhưng ha, tôi cũng không có biết là chú Lan thiệt hay là giả thì tôi cũng chưa biết. Dạ. Nói vậy thôi. Dạ. Hôm nay là tôi lên đây là tôi gửi lời đến chú Lan. Nếu mà chú Lan có xem được cái clip này á thì cho xin số điện thoại ha. Thì cho xin luôn cái số điện thoại. Rồi ok. Ừ. Rồi. Rồi ai đó, người nào mà là đến thì cũng được, chứ không phải là cần chú này nữa. Dạ. Nói vậy ha. Đi. Rồi, chị con cảm ơn cô rất nhiều ha. Hôm nay chia sẻ video này. Cái cuộc đời của mình đã bị khổ như vậy rồi, đã bế tắc như vậy rồi. Dạ. Thì nói chung không có nói là lựa chọn hay là cái gì hết trơn á. Dạ. Đó. Nếu nếu mà ai đến khả năng thì trả 150 triệu là cô rồi, ok ok rồi. Ừ, ok vậy đi ha, giờ mình kết thúc video rồi. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ xin kết thúc video thôi. À, chứ ngoài ra cô cũng không có cần cái gì nữa hết trơn á. Dạ, cô không có cần mà cô về cô sống mà phải là chi tiền bạc cho cô hay gì, cô không cần cái khoản đó. Rồi, okay. Chỉ là lo cho cô được vậy rồi cô về cô sẽ là bù đắp trở lại vậy thôi. Chứ cô ngoài ra cô không cần gì nữa. Đủ sức hết rồi đó. Dạ.